Các cuộc chiến tranh của dân tộc đã lùi xa, nhưng có lẽ trong ký ức của những người lính chiến trường năm xưa, nhất là những người lính Điện Biên thì có lẽ sẽ mãi mãi không bao giờ quên được những ngày tháng chiến tranh ác liệt tại chiến trường Điện Biên Phủ. Và niềm vui của người lính ấy như vỡ òa khi bắt sống tướng Đờ Cát, viên tướng chỉ huy chiến trường Điện Biên Phủ của Pháp. Đại tá Hoàng Đăng Vinh năm nay đã hơn 85 tuổi. Mỗi khi nhắc lại câu chuyện binh nghiệp của cuộc đời mình, ông không thể quên được thời khắc lịch sử khi bắt sống tướng Đờ Cát, viên tướng chỉ huy trận địa chiến trường Điện Biên Phủ của Pháp. Hôm ấy, đại đội 360 của đại tá Hoàng Đăng Vinh được lệnh tấn công dồn dập vào cứ điểm 507, sở chỉ huy của tướng Đờ Cát. Địch lúc này đã yếu thế và hầu hết đều ra đầu hàng. Duy chỉ có quân trong sở chỉ huy thì vẫn cố thủ. Tàu chúng tôi lúc giờ còn 4 người, bịt hai cửa. Ném lựu đạn vào, bắn tiểu liên vào, hô địch vận. Chả thấy nó trả lời gì. Thế nhưng sau thì nghe phát hiện có tiếng động ở trong. Thế bảo như thế nó vẫn có. Cho nên nó không ra thì rung rung vào. Tức là anh nhỏ là chiến sĩ trong tiểu đội. Ném thủ bảo đi. Anh nhỏ vừa rút thủ bảo ra to. Ê! Ném dọa thôi nha. Để mặt sống rồi mà. Chỉ sau khi tiếng nổ của khối bộc phá vang lên thì cửa phòng chỉ huy bật mở. Lúc này một tên lính ra phất cờ trắng và từ đây địch chính thức đầu hàng. Tôi tiến đến chỗ Đờ Cát. Vừa tiến đến cũng còn gần ra mặt thì tướng Đờ Cát đứng ngay dậy. Rồi ông ta cài tay để bắt tay. Thế tôi quát thật to, hô ra mạnh và tháo cái mũi súng vào ngón tay. Tướng Đờ Cát sợ quá, đau quá, lùi lại mấy bước, giơ hai tay nói một tràng tiếng Pháp. Xin các ông đừng bắn, xin chúng ta đừng bắn, ông ta xin đầu hàng. Năm tháng qua đi, mái tóc của người chiến sĩ Điện Biên năm ấy đã điểm xương, nhưng trong lòng họ vẫn một tấm lòng son sắt thủy chung với non sông đất nước. Họ là người đi qua các cuộc chiến tranh của dân tộc và đã hoàn thành lời thề độc lập của người lính Cụ Hồ.